Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Relab và mình là Tuấn Ngọc đây. Trên bàn của mình hiện tại đang là hai sản phẩm. Các bạn có thể thấy là nó giống nhau y đúc luôn. Bởi vì sao? Một chiếc phía trên đó là Redmi Note 7, chiếc phía dưới đó là Redmi Note 7 Pro. Và trong cái số đấu trường FPS thứ hai ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng check xem rằng là cái khả năng chơi game giữa cái con Redmi Note 7 thường chạy Snapdragon 660 và con Redmi Note 7 Pro đây chạy là Snapdragon 675 với một cái Adreno, một cái GPU rất là mới, đó chính là 612, thì chúng ta sẽ có cái khả năng chơi game như thế nào. Và trước khi bắt đầu video, mình muốn gửi lời cảm ơn đến cửa hàng XT Mobile đã cho mình mượn cả hai sản phẩm này. Và chiếc Redmi Note 7 cũng như Redmi Note 7 Pro hiện tại đang có mức giá rất là tốt tại XT Mobile. Các bạn đừng quên truy cập vào đường link bán hàng mình để trong phần mô tả nhé. Và trong cái phần đầu tiên thì chúng ta hãy cùng test với tựa game PUBG Mobile. Thì các bạn có thể thấy được rằng là sự khác biệt ở trên 675 và 660 là rõ. Thì bạn sẽ thấy rằng phần tóc của cái con này này, nó ở cái trên cái chiếc Redmi Note 7 thường nó sẽ có một cái gì đấy, nó răng cưa hơn một chút. Cái điểm này là không quá dễ dàng để có thể nhận ra. Chúng ta cùng đi đến một chút ở trong phần setting thì các bạn có thể thấy rằng là hiện tại cả hai con chip vẫn đang có mức setting giống nhau. Ở cái chiếc Redmi Note 7 Pro thì các bạn cũng sẽ không để lên được HDR cũng như không để lên được Ultra HD. Kèm theo đó là nếu các bạn giảm xuống Smooth thì có thể lên Ultra. Trong khi đó thì con chip 660 không thể làm điều này. Và trong cái màn đầu tiên thì chúng ta hãy cùng test về chế độ HD trước để xem như thế nào. Và nếu như mà các bạn để ý thì thực lòng mình không hiểu là do cái màn hình của Redmi Note 7 và Redmi Note 7 Pro có điểm gì khác nhau hay không. Màu sắc được thể hiện ở trên game ở Redmi Note 7 Pro là có độ tương phản cao hơn. Nhìn vào chữ số 1 ST này, First ở trên cả dưới, thì các bạn đều có thể thấy được rằng là với cái con Redmi Note 7 Pro nó sẽ có màu tươi hơn. Và cái sự tươi tắn ở trong màu sắc nó ảnh hưởng rất là nhiều đến quá trình cuộc chơi game của các bạn. Bởi vì là nếu như các bạn ở trong những cái khu nó tối quá mà máy lại không tương phản cao thì rất khó để cho các bạn có thể nhìn thấy quân địch. Và ở phía trên là Redmi Note 7, các bạn đều có thể thấy một cái tình trạng, đó là nếu như các bạn di chuyển khung hình thì Redmi Note 7 chúng ta sẽ bị tụt từ 30 xuống còn 25 fps. Trong khi đó thì mặc dù là cái con cả hai con của chúng ta đều bị bắn giống nhau, thế nhưng mà nếu các bạn nhìn thế này, mình để một mức setting cùng nhau thì ở cái fps phía trên của Redmi Note 7 nó bị tụt hơn khá là nhiều so với Redmi Note 7 Pro. Rồi, vậy là đủ hiểu rồi nhá. Bây giờ mình sẽ lút đồ này, lút đồ giật một phát xuống 24 fps luôn ở trên con Snapdragon 660. Được rồi, bây giờ mình sẽ chạy ra bắn người nào. Đấy, giật rất kinh. Đây, mình chạy ở ngoài đường một cách rất là bình thường thôi. Nhưng mà Redmi Note 7 phiên bản thường của chúng ta cũng bị tụt xuống còn 26 fps. Cái trường hợp này nó cũng xảy ra với Redmi Note 7 Pro. Thế nhưng mà nó tụt giỏi lắm thì cũng chỉ còn 28 thôi, chứ không thể xuống sâu được giống như chiếc Redmi Note 7 thường chạy con Snapdragon 660. Như vậy mình đã tìm được một con UAS rồi. Và bây giờ thì mình sẽ đi ra đây để đón cái nhân vật chạy Redmi Note 7 của mình. Và kèm theo đó là mình sẽ giết cái người này để xem là nó có sự giật lag hay không. Vẫn đều ở 30 fps các bạn nhá. Tụt xuống còn 28 này, không hề hiện tượng giật sâu. Đây, và khi mà các bạn lên xe cùng một thể thì hiện tượng giật lag ở trên cả hai máy là tương đồng với nhau. Cái chiếc Redmi Note 7 của mình đôi khi, đây, mình sẽ để cho cùng góc quay này. Nếu để cùng góc quay thì hai chiếc máy giật tương đồng nhau. Đó, Redmi Note 7 Pro đôi khi còn giật mạnh hơn. Được rồi, bây giờ chúng ta đổi xế nhá. Đổi cho con Redmi Note 7 thường lái đi để xem là có bị tụt tương tự giống như Redmi Note 7 Pro hay không. Và đó, bây giờ hai con tụt như nhau rồi. Redmi Note 7 thường tụt sâu hơn một chút, nhưng mà sự tụt là có nếu như bạn lái xe. Đấy, tụt sâu, rất sâu. Còn 19 fps, trường hợp này là không xảy ra trên Note 7 Pro các bạn nhé. Rõ ràng là Adreno 512 thua khá là nhiều so với Adreno 612. Bây giờ mình sẽ đổi sang cái chế độ là FPS cao ở trên cái chế độ ở trên con Note 7 Pro này, để xem là nó chạy có thực sự gọi là ổn định hay không. FPS cao không ổn định lắm các bạn nhé. Giật khá là nhiều, rất khó để ổn định ở 40 fps. Đây, mình chạy ngoài đồng, một cái môi trường gọi là giật khá là nhiều đi. Mình khuyến cáo bạn không nên bật chế độ này lên, bởi vì tầm nhìn sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Đây, cây cối này, FPS thì tăng lên được một chút, không ổn định một chút nào. Ok. Và tựa game tiếp theo mình muốn test cho các bạn đó chính là Liên Quân Mobile. Ngày hôm nay mình sẽ chỉ test PUBG và Liên Quân thôi.
Cái tựa game khác, ví dụ như ARK quá nặng mình sẽ không test. Thế nhưng mà các bạn đều thấy là cả hai chiếc máy chúng ta đều lên được chế độ FPS là 60, FPS cao và bật được cái chế độ là HD. Và chúng ta cùng xem rằng nếu như các bạn check vào trong cái phần FPS rồi là cái độ sự giằng cưa của hai chiếc máy thì chúng ta có sự khác biệt quá nhiều nếu chơi liên quan hay không. Và ở trong video này thì mình đã có sự hỗ trợ của một anh editor rất đẹp trai. Mình mượn ở bên Vật Studio, anh em Dimit nào. Và các bạn đều có thể thấy rằng là ở cả hai chiếc đó, Redmi Note 7 mình đang chơi và Redmi Note 7 Pro anh chàng này đang chơi thì đều có một cái sự giật FPS nhẹ đến từ cả hai con. Rồi, bây giờ hai anh em sẽ cùng đánh nhau nào để xem rằng là con nào giật sâu hơn. Và các bạn thấy rõ rằng là nếu như cùng trên bản đồ, ở cùng một vị trí, cùng đánh một quân địch thì rõ ràng là Redmi Note 7 thường giật sâu hơn còn 45 FPS. Trong khi đó, Redmi Note 7 Pro có giật nhưng mà nó giật xuống chỉ còn 52 FPS thôi. Nó không giật quá sâu giống còn 20 mấy FPS, tương tự như là chiếc Redmi Note 7 thường. Và bây giờ chúng ta, cả hai anh em mình sẽ cùng đây, giật rất sâu nha, còn 33 này. Trong khi Redmi Note 7 Pro thì không có hiện tượng giật sâu tương tự như vậy. Và bây giờ thử đi về nhà đi. À, thằng Đức cướp là chết rồi. Gà quá. Và như vậy là mình đã vừa hoàn thành xong cái bài test game giữa chiếc Redmi Note 7 Pro chạy con chip là Snapdragon 675 Adreno 612 cùng với Redmi Note 7 thường chạy Adreno 512 ở trên con 660. Chắc chắn là với một cái con chip mới tiến trình cao hơn là 11 nanomet so với 14 nanomet ở trên con 660 thì 675 cũng mang lại chúng ta một cái điểm gì đó kiểu gì là cũng mạnh mẽ hơn về hiệu năng rồi. Thế nhưng mà nhiều người hiện tại vẫn còn đang suy nghĩ về cái việc đó là 660 vẫn là một con chip ngon, thì mình muốn chốt lại cho bạn, hiện tại 660 đã cũ rồi. Và với một con chip mới như là 675 hay là con chip cao tiền hơn là 710 thì hiện nay nó mới chính là một trong những chiếc máy có được cái hiệu năng tốt ở trong phân khúc tầm trung. 660 mình nghĩ đến hiện tại đã là dĩ vãng rồi. Và nếu như các bạn còn đang phân vân giữa những con chip như thế này thì các bạn đã có câu trả lời cho mình rồi, nhất là các bạn đang yêu cầu về khả năng gaming. Và các bạn nên nhớ rằng nếu như các bạn đang quan tâm đến những sản phẩm như thế này thì các bạn đều có thể tham khảo XT Mobile. Hiện tại Redmi Note 7 Pro cũng như là Redmi Note 7 thường thì đều đang được bán tại XT. Các bạn có thể truy cập vào đường link trong phần mô tả nhé. Các bạn thấy hay thì đừng quên bấm like và bấm subscribe cho kênh YouTube của mình. Và nếu như các bạn thấy thích những series ví dụ như là đấu trường FPS số thứ hai lần này mình làm, đừng quên để lại ý kiến comment phía bên dưới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Nó hơn như thế nào, và có dáng, có nâng cấp, có xứng đáng. Rồi, hiểu.